Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay quay trở lại cái kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn là thăm cái tổ ong mình bắt nuôi tự nhiên như thế nào nhá. Thời tiết hôm nay nắng hơi đẹp. Đây mình kiếm chỗ để cái điện thoại đó. Để cái máy quay á. Mình mở thùng ong cho các bạn chia sẻ cho các bạn xem nhé. Nó sẽ như thế nào. Cái tổ này mình nuôi ở đây nó cũng được khá lâu đấy, chắc phải được gần một năm đây rồi. Cứ để tự nhiên, đợt này mình mới chuyển đổi cho nền chân tầng vào để cho nó phát triển, mình dễ thăm. Thế để nó xây tự nhiên là mùa mật là nó hay chia đàn nên cái tổ ong là nó bé. Đây mới cho cầu nao cầu của chân tầng vào được khoảng nửa tháng rồi, nó xây cũng đẹp nhưng nó chưa được đầy đặn. Mở lên thì nó xem thăm nó sẽ như thế nào nhé. Các bạn xem video của mình thấy hay thì chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Những người đam mê nuôi con ong mật trên ấy gà nó đốt ngay. Đây mình đi rửa tay đi không là nó có mùi ấy, là nó dữ lắm. Cái vị trí con ong nó đốt là nó rất mùi luôn. Mình thử giờ xem nào. Tổ ong này nó rất dữ bởi vì nó chưa thuần và ít được kiểm tra nên là nó chưa thuần. Động của nó bay búa xua, nó châm nia lẹ luôn. Thật ra này mình cũng hay mở lên kiểm tra nên nó cũng đỡ đỡ đấy. Nuôi theo kiểu dân dã là nó ong nó dữ lắm, mà mình không khống chế bằng khoáy nên là đây cái cầu mình buộc lại bằng ấy. Ui giời, nó vẫn trao nia nịa đấy. Mình phải tắt đi xong rồi mình làm tí khoáy chứ không thì không mở được, không kiểm tra được. Cái loại ong hoang dã này nguy hiểm lắm. Mèo lên trên này, mèo lên đỉnh kia. Ui 4-5 cầu kìa. Đâu, cái này nó xây nghèo. Em gác cái que an tự nó xây. Nó cao nha. Này thì im. Rồi dưới kìa. Ờ đúng là cái của mình cái này rồi. Không biết chắc có cái nắp đâu, cái nắp của mình. Cái này là em buộc. Nó vàng vàng kìa. Buộc nó có quay được không? Nó có đưa được không? Không, cái này thì không được. Không chắc đấy kìa. Nó có dây thép. Nhưng mà cái này rồi cũng thay rồi. Dây thép quay nó không có mê hả? Có dây thép mà. Hôm đầu mà không buộc này nó đi ngay ngay, nó không có con non đi ngay. Ủa, tôi nói phải, tôi nói tổ này nó giữ dã man thật. Để đây. Đây em chỉ cần. Bố cái nào, dây đây. Bố cái này kìa. Đây dây đấy. Bố quả thì nó không dễ mang đi đâu khác. Quả thay cái này. Đấy, đó dữ lắm đấy. Kéo lại sưng mặt. Sưng mặt thật đấy. Đây là cầu mới của bà này anh này. Đẹp chưa? Đã đầy rồi, đấy rồi. Đấy. Lâu chưa? Đấy, bỏ hôm em cầm lên đấy. Ủa, thì mới không đeo. Cái mai mình làm cho nó vào giữa thôi. Nó không quen kiểu mình kiểm tra rút ra rút vào này nó loạn đi. Đấy. Đây, nhìn thấy chưa? Đó. Chú thì biết rồi, nhưng mà tìm nó mới vấn đề quan trọng. Nhìn chỗ đấy nó chạy bé, tí thì nhìn ngay. Nhanh thế. Ừ, nó xui dưới rồi đấy. Đấy. Giữa cầu đúng không? Lên 10 phân, dưới lên 10 phân đấy. Đống đấy, mà xui dưới rồi. Chí thì nhanh lắm nhưng mà... Chí cho mình phát mình nhìn. Thôi, nghe rồi. Ủa, nhìn ngay.
hai chúa thì kiểu gì nó cũng chia đàn, hai chúa thì kiểu gì nó phối trong nó cũng chia đàn. Anh ít nó cũng chia đàn. Nuôi ong nhiều khi là cứ phải mở ra nó xem, theo định kỳ thăm nó như thế nào, lượng mật lượng con non nó đẻ có đều không, con chúa có tốt không, mình phải hiểu được cái tập tính của nó. Các bạn mới nuôi ong muốn nuôi được ong thì phải chịu khó học hỏi, phải chịu được nó đốt, phải tận tận một tí là nuôi được, biết mặt biết con chúa nó như thế nào, phải kiểm tra biết con chúa nó như thế nào, cầm bắt con chúa cầm vị trí ở đâu, cầm cánh chứ không được cầm vào mình nó, cầm vào mình nó là nhiều khi cầm vào bụng là con chúa nó không đẻ nữa đấy, nên là cầm con chúa là phải rất nhẹ nhàng thôi. Nhiều khi mình nhấc cái cầu lên mình theo dõi cái con non nó có nhiều không, mình xoay nó mới đẻ con bé quá khó nhìn, cầu thì cầu mới quân thì đông, cứ tin tưởng nhấc lên nhấc vào không đấy, con non chúa bay mất rồi hoặc là chúa mất rồi, tổ ong có mỗi con chúa quan trọng nhất trái tim, bộ lão mà lại mất chúa rồi thì thôi tổ ong ấy kiểu gì cũng bị hỏng. Mà nếu mà có cầu mà có nhiều con non ấy mất con chúa thì nó sẽ tạo chúa cất tạo, thì khoảng 20 ngày sau nó lại có một con chúa non khác lên. Nên là mình cũng phải chịu khó xem, kể cả là đang mùa mật này mình cũng phải chịu khó xem, nhiều nhìn kỹ. Nhiều khi nó có mỗi chúa nó chia đàn, mình không để ý được nó chia đàn nên phải thường xuyên kiểm tra. Mùa khai thác thì cứ vài ngày mình kiểm tra là mật nó nhiều mình quay hoặc mình khai thác. Hoặc là có mỗi chúa thì mình cắt bỏ, mình chọn nếu muốn chia đàn thì chọn cái mỗi chúa đẹp đẹp để mình chia, để lại 2-3 cái thôi. Con nào nó nở ra trước nó cắn con lại, cái mụ chúa con lại, còn nó đi phối xong là nó sẽ kiểu gì nó cũng chia đàn. Con chúa già đi tìm chỗ mới ở, còn chúa non ở lại. Mình hiểu một chút tập tính của nó nuôi rất cực kỳ là đơn giản. Các bạn xem video nhiều khi phải xem kỹ, bất cứ của cái kênh nào cũng thế, muốn tìm hiểu con ong phải xem kỹ, đừng quay tời. Sẽ nhắc nên đổi cho vào, đổi cầu, đảo cầu cho vào vị trí nào. Nhiều khi phải đảo cầu để cho tướng nó đẻ đều, mật nó đổ đều, năng suất mật nó mới cao. Mà nuôi mà không để ý đến rát, sợ đốt là không nuôi được. Nhiều anh bạn cứ bảo bán cho tao tổ ong, nhưng mà mình biết là ông ấy rát nuôi ong mình không muốn kiểm tra là không nuôi được. Hỏng với đàn ong phí. Khi muốn nuôi là phải hiểu một chút, tận lên một chút, mua cái đồ bảo hộ và khoái, khống chế nó bằng khoái, thăm thoải mái thì mới nuôi được, chứ còn không chỉ có bắt về để đấy thì lúc khai thác phải nhờ người khai thác ấy thì không nuôi được. Nuôi đấy chỉ ở trên rừng núi thôi, khai thác xong nó bay mất, vụ sau nó lại tự về, chứ còn nuôi ở đồng bằng mà nuôi thế không nuôi được. Mua nếu mua của người ta cũng gần 1 triệu tổ ong cả thùng, thế mà về để nó bay mất hoặc nó tàn mất phí tiền. Các bạn xem video trên kênh, muốn hỏi gì thì bình luận ở dưới phần bình luận nhé, mình sẽ trả lời, mình biết đến đâu mình sẽ chia sẻ cho các bạn đến đấy để cùng nhau giao lưu học hỏi lẫn nhau. Đây là chỉ dành video mình chia sẻ dành cho những bạn mới thích nuôi ong nhé. Còn các bác cao thủ bậc thầy rồi thì không dám nói. Mắt nó kém, trời nhộng nhộng tối, phải xoay ra chỗ sáng sáng mới nhìn được. Kiểm tra kỹ đấy, mất thời gian một chút nhưng mà phúc quân của mình. Video hôm nay mình chia sẻ cũng hơi dài dài ấy.
Có khi mình kết thúc video ở đây thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.